giới thiệu kênh Dẫn Biết Zombie Nằm Đầu Sao Chạy. Ê trời ơi, hên quá bạn ơi, vừa thấy bóng dáng nó là mình biến hình liền nha bạn. Vừa chạy rồi vừa biến, nói chung là lẹ nhất có thể nha bạn. Lẹ còn hơn là người yêu cũ quay lưng luôn. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Vân MT Gaming. Bữa giờ mình đi chơi không hả bạn? Mình chưa có đi học nên hôm nay mình quyết định mình sẽ đi học nha bạn. Thì mình vô đây thì trời cũng tối rồi bạn. Vậy thôi bữa giờ mình cũng thấy là có nhiều bạn thích mình chơi virus hay ma, nên bây giờ mình vô mình chơi virus hay ma chút xíu rồi sẵn trời sáng rồi mình ra mình đi học luôn nha bạn. Để xem bây giờ mình sẽ vào được cái map gì nha. Thì ra là cái map công trường nè bạn. Thì cái map này mình lúc trước mình có nói với bạn là cái map này mình thấy nó khó nè bạn. Bởi vì mình thấy nó cũng có rất là nhiều đồ vật mà nó chống hơn mấy map kia nữa bạn. Ví dụ như map siêu thị hay map kho thùng thì nó còn có những cái gian hàng mình có thể nhảy qua mình trốn được các bạn. Nói chung là có che mình được á. Còn cái map này mình thấy nó chống á bạn, nên khi mình chạy á dễ bị zombie vào hơn á bạn. Nãy mình tính chạy lên đó để nhìn xung quanh cho dễ thấy zombie nằm đâu, mà hên các bạn, zombie trên đó luôn. Mình chạy lên trên đó gặp nó chắc nó vào mình luôn rồi bạn. Giờ chắc đợi bạn zombie trên kia quần xong đi xuống rồi mình mới đi ngược lên trên đó được nha bạn. Rồi bây giờ mình đi vòng lên được rồi nè bạn. Mình trốn zombie, mình đi vòng đây để mình dễ quan sát hơn. Rồi khi nào zombie lên thì mình phóng xuống nha bạn. Thì mình thấy bạn này bắt cũng lẹ nha. Còn có 3 người à, mà còn tới 1 phút mấy rồi. Ây, mình phát hiện có cái bạn bao xi măng trốn trên đây nè. Ủa sao bạn nhảy xuống rồi, hay là bạn ta mình lấn bạn té vậy? Xin lỗi nha. Ây, thì ra là con zombie nó tới bạn nó tự nhảy xuống mà mình cứ tưởng đâu là mình lấn bạn nó té không mà trời. Chết rồi, zombie nó kế bên mình kìa bạn. Nhưng mà nó không thấy, nó đi nó lo nó kiếm kiếm đâu trong chiếc xe á bạn. Chứ nó tưởng nó là có người chui trong góc lắc ngay chiếc xe. Bởi vì mình khi mình đi lại gần là nó nghe mùi á bạn, cái nó tưởng là mình nằm trong chiếc xe. Đây có mấy cái hộp giống mình nè, để mình lại mình đứng kế ba cái hộp này mình ngụy trang đi. Rồi xong, wifi yếu nữa, chết luôn, zombie kế bên wifi yếu nữa chứ. Mạng của mình nó hơi yếu chút xíu bạn, nên mình tạm thời mình đứng đây đi chứ mình chạy không được. Mà zombie thấy mình nhúc nhích cái này là nó vào mình nó, nên đợi mình ổn định mạng chút xíu rồi zombie chạy tới thì mình chắc mình phải chuẩn bị tư thế để mình chạy rồi. Đó đó. Rồi chuẩn bị coi siêu nhân dao biến hình nè. Đó trời, cái gì vậy? Cái gì biến hình hùng con tên áo bự vậy trời? Rồi sao chạy? Trời ơi, hỏi bạn. Thôi là hết giờ các bạn, thôi là trước sau chắc mình cũng bị vào quá. Tại vì cái thùng nó quá bự mà nó chạy theo kiểu mà mình thấy nó nặng nề luôn các bạn. Nó không thể nào chạy lẹ hơn được luôn á. Theo mình thấy là những cái tốc độ chạy nó cũng dựa vào đồ vật nó nha các bạn. Tại vì cái thùng container đó mình thấy cảm giác như nó chạy rất là nặng các bạn, mà nó chậm luôn á. Còn cái những cái đồ vật mà nhỏ nhỏ, ví dụ như cái cây sẻn hoặc là bụi cỏ gì đó các bạn, thì mình thấy nó chạy lẹ nhanh hơn nha các bạn. Rồi cái tiếp theo là map siêu thị nè bạn. Thì mình thấy mình hay đứng ở trên ngay chỗ cái cầu thang mà có mấy cái kiến bị bể á. Nhưng mà hôm nay mình đổi chỗ mình đứng đây đi, tại mình thấy bạn kia chạy lên đó nhiều quá. Mới vô mà cho biến thành cột nhà chà bá à. Là mình thấy nó giống thùng container hồi nãy đó, nên mình biến là thành cái ghế mini như vậy nè bạn cho dễ chạy. Rồi zombie tới luôn kìa. Đây mình đứng đây mình ngắm bạn zombie ấy. Giờ mình chạy. Chạy thôi bạn ơi, chợ mới tính đứng đó ngắm chút xíu thôi mà tự nhiên lạng quên cái tưởng nó bắt mình không à. Bạn zombie này xỉn hay gì á, bạn thấy chạy không? Đó chạy lạng qua lạng lại hoài luôn á. Nè bạn, mình thích những cái map siêu thị hay kho thùng là giống vậy nè bạn. Mình có cái kệ mình chui gì nè mình trốn cho nó dễ hơn là cái map hồi nãy không các bạn. Map hồi nãy chống quá à. Cái nếu hồi zombie có đi lại đó, giống như zombie đi lại cái mình vòng ra vậy nè bạn, là zombie nó không có để ý với mình được bạn. Nó tưởng đâu là những cái chỗ này đã kiếm rồi không mà nó không thấy thì nó sẽ đi luôn. Nhiều zombie quá bạn ơi. Giờ mình đứng đây mình trốn. Trời, zombie nó bay trên đầu mình, bay xuống mà nó không thấy mình luôn nè. Hình như trên lầu nhiều bạn quá nên zombie còn chưa kiếm trên đó rất là nhiều luôn nha bạn. Đã bắt được một người rồi kìa. Bởi vì bây giờ mình hạn chế lên lầu. Ê, đây cũng có mấy cái ghế giống mình nữa. Mình chui đây mình nấp đỡ giống như nãy vậy đó. Mình coi cái tình hình sau mình trả tiếp. Nghi lắm. Ê, trời ơi, sao bắt được tôi được. Trời ơi, mày yếu nữa. Zombie vừa tới là mình chạy liền nha bạn. Chứ mình đừng có đợi mà nó lại gần mình quá nha bạn. Tại vì nó hơi vào gần thôi là cũng trúng rồi. Yeah, mình thắng rồi bạn ơi. Ê, có các bạn khen mình kìa, sao giỏi vậy. Rồi để mình sẵn mình giới thiệu kênh YouTube của mình luôn nè. Để mình ấy tới cái màn công trường nè bạn. Rồi màn này không biết mình sống nổi nên tại màn này mình có thể là mình hay thua lắm nè các bạn. Nè các bạn Bùi Thu Uyên hỏi sao giỏi vậy. Để mình giới thiệu cái vào kênh YouTube Vân MT Gaming của mình xem nha. Đó, mình gắn mình giới thiệu kênh mình luôn. Rồi lo giới thiệu kênh Dẫn Biết Zombie Nằm Đâu Sao Chạy. Ê trời ơi, hên quá bạn ơi, vừa thấy bóng dáng nó là mình biến hình liền nha bạn. Vừa chạy rồi vừa biến, nói chung là lẹ nhất có thể nha bạn. Lẹ còn hơn là người yêu cũ quay lưng luôn.
Mình vừa chạy ngang cái bụi cỏ, mình thấy cái bụi cỏ này cũng được nè, để mình nhập nhập vô thử coi được không nha các bạn. Nhưng mà mình thấy không được nha các bạn, tại vì mình thấy cái bụi cỏ mình khi mình nhập vô nó mập hơn bình thường các bạn, nên zombie sẽ phát hiện được, nên thôi mình đi chỗ khác mình núp. Ủa sao nghe tiếng gần đây mà không thấy hình đâu vậy ta? À nó kệ bạn, nó đứng bên kia mà mình nãy mình không thấy. Bởi vì mình phải quan sát zombie rồi mình mới chạy nha bạn. Mình phải coi coi nó nằm hướng nào để mình đi hướng ngược lại nha bạn. Chứ mình không biết mình đâm đầu vào cái hướng ngay nó luôn là chết luôn nha các bạn. Với lại còn riêng cái map này thì... Ây, trời. Còn riêng cái map này thì mình thích leo lên đây nha bạn. Tại vì mình thấy zombie nó lên đây nó kiếm được mấy lần hả bạn. Nếu mà không có là nó đi xuống dưới nó quần quần dưới không hả bạn. Nên mình lựa thời cơ. Nói chung là mình coi zombie nằm đâu thì mình có thể mình lẻn lên đây nha bạn. Tại vì khi mà zombie mình nó mình thấy lên à, trong thời gian mà mình thấy nó lên á thì mình cũng có thể mình nhảy xuống nữa các bạn. Đó thì mình đang thấy là có hai con đi lên mình á, nãy đi ra mình biến hình thì mình chạy thôi các bạn. Nữa biến hình hình chiếc xe gì bự vậy ạ? Mình trước á thì biến hình thùng container chà bá chạy cũng đánh thở, giờ biến hình chiếc xe. Giờ gán chạy kéo dài trong vòng 4 giây để hình biến hình hình khác bạn, rồi sắp biến được rồi nè. Trời ơi biến đường cá khỏe ghê bạn. Yeah mình thắng rồi bạn ơi. Bạn Bùi Thu Uyên sao bạn dân chơi giỏi thế nhở? Bạn đó lại khen mình nữa rồi. Không lẽ giờ mình quảng cáo nữa ngại ghê vậy. Vào kênh Vân MT xem nha. Chữ Gamin mình viết không được các bạn. Chữ Gamin mình viết hẻ nổi lên sao sao không mà. Nên mình chữ ghi chữ Vân MT nó cũng ra kênh mình nữa các bạn. Rồi xong hết chơi được luôn. Giờ tới giờ học rồi các bạn ơi. Giờ mình đi học thôi. Thì nãy chơi xong chưa chịu ra, nó còn đứng ở đó quảng cáo nữa các bạn. Bây giờ là 10 giờ 16 luôn rồi. Trễ giờ học rồi các bạn ơi. Thường thường là 9 giờ học mất tiêu rồi. Chắc mình vô mình bị trễ một tiết rồi quá. Trời ơi chơi zombie mà đi học trễ luôn rồi các bạn ơi. Kỳ nè má biết chắc má là chết. Rồi mình vô ngay giờ giải lao luôn rồi các bạn ơi. Vậy là qua tiết 1 rồi. Ủa mình đi lộn lớp hả ta? Tiết 2 là 11 giờ mình học nó hình vẽ. Nó hình vẽ là bên tiết này mà tiết đó tiết 1 giờ lộn lớp rồi. Đúng rồi đi hẳn nữa là tới rồi. Ủa sao này nhiều lớp dám què vậy ta? Không lẽ cũng có mấy bạn ham chơi đi học trễ giống mình hả ta? Hay coi chừng mấy bạn nó đang đi mua bánh ăn chưa vô á. Thôi còn mấy giây học mà nên mình ngồi mình đợi mình học luôn. Mình khỏi đi mua bánh ăn luôn. Rồi xong. Đã đi học trễ mà còn được điểm B cộng nữa chứ. Chiều này kỳ này là về má quýnh ba nhìn ra luôn nè. Thôi để mấy tiết sau mình cố mình gắng mình học giỏi nha. Để cho gỡ điểm lại bạn ơi. Để cho má có đánh thì đánh cũng đỡ một chút xíu. Để cho ba mình còn nhìn ra mình. Rồi tiết tiếp theo mình học sẽ là tiết nấu ăn nè bạn. Nhưng mà sao nhảy với giờ không biết nữa. Đáng lẽ là cái tiết nấu ăn là mình thấy là mình nghĩ là đáng lẽ phải cầm dao sắc đồ ăn. Chứ sao mọi bạn trong đây nhảy quá trời nhảy. Còn mình thấy bạn nó nhảy quá trời cái mà nhảy theo luôn. Thì hiện tại là tới giờ ăn trưa xong mới tới giờ học các bạn. Thì giờ mấy bạn nó còn đang đi ăn trưa nữa nên lâu lắm mới tới tiết học. Mà giờ đứng nhảy về chắc hồi cũng hai chân luôn á. Rồi thì tiết học sắp bắt đầu nè các bạn. Trong vòng hai mấy giây nữa thì tiết học sắp bắt đầu rồi. Cái mấy cái thớt này nó tự băm luôn kìa bạn. Thấy lớp học của mình hiện đại chưa? Mình chưa đụng vô cái dao luôn. Cái dao tự sắc luôn không? Trời ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Rồi thì hết tiết nhưng mà mình vẫn chưa hoàn thành hết bài. Nhưng mà mình cũng đạt được điểm A cũng được các bạn. Còn đã hơn hồi nãy chỉ là được điểm B cộng thôi. Mình cũng có tiến bộ rồi chứ bộ. Giờ mình học tới tiết kết hợp hình thể. Với còn một tiết cuối là tiết mỹ thuật là mình được về rồi, khỏe quá. Rồi chuẩn bị học tiết này là tiết kết hợp hình thể nè các bạn. Mình cũng rất là thích học tiết này luôn nè các bạn. Tại cái này giống như hồi nhỏ mình hay chơi nè các bạn. Mình có mấy tấm hình đó, mình úp xuống rồi mình lật lên giống vậy nè, cho hình giống nhau á. Nói chung thì học cái tiết này mình sẽ có một vé về tuổi thơ luôn nha các bạn. Yeah, mình cũng đã đạt được điểm A rồi các bạn ơi. Mừng quá mừng quá, chút xíu hình ba bạn kéo bên đi ăn kem ốc quế sầu riêng nha.
Rồi bây giờ mình sẽ vào mình học tiết mỹ thuật nữa, rồi mình về mình đi ăn kem thôi các bạn ơi. Ốc quế sầu riêng, ốc quế sầu riêng. Mà không biết chị bán kem ở Plaza có bán không nữa. Tại vì lúc trước mình lại mình thấy chị đâu không có bán. Mình có kêu chị đem về bán thử rồi, mà không biết chị đó nay có đem về bán chưa nữa. Trời sao mày học giỏi quá vậy, mày hoàn thành chưa mà mày còn chưa hoàn thành nữa. Rồi hết giờ luôn rồi. Mình được điểm A đó rồi nè bạn. Nhưng mà mình bị đi trễ hết một tiết rồi bạn ơi. Giờ về nhà chắc cháu luôn mang điểm này quá chứ giờ sao dám đưa ra ta. Thôi cứ về trước đi tính. Thôi bây giờ mình phải đi về nhà rồi. Mình đi về nhà để mình nói thiệt với mẹ mình luôn. Để thôi mốt mẹ mình phát hiện ra là mình hành gấu trúc luôn á bạn. Nên mình xin kết thúc video tại đây nha bạn. Nếu mấy bạn nào thấy video của mình hay và thú vị, yêu thích kênh của mình thì bạn hãy cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình ra video mới luôn nha bạn. Mấy bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được mã code sớm nha bạn. Tại vì có những cái mã code mình cập nhật được sớm thì mình sẽ đăng sớm cho bạn xem. Bây giờ thì bye bye.